Em à, từ sâu trong trái tim của anh đã có điều này muốn nói với em. Giờ anh nhớ set hình đi. Mượn tim đã bách, còn bây giờ anh sẽ cho em biết sự lợi hại. Kỹ thuật cơ gái của bọn anh nó thật là chỉ có 102. Anh xin thề là anh không gay. Người yêu của anh nó mới gay thì có vẻ thằng nào dám mặt tao gay. Bây giờ ăn và ta tông do mày ngay. Nhưng mà bị gay thì đã bảo an toàn, tại vì bọn gay không bao giờ tay mày. Ví dụ có thể sợ em bị nó gạt lời, em đã bảo 70 tuổi em vẫn còn gì. Còn nếu em muốn được xem và được có đích sân ra đây chúng mình cũng là sân sân. Anh sẽ rất là em là bây giờ còn em sẽ đem chê và được cười thật tươi. Lên hết đây bầu nhau nhún nhảy chúng mình trước cửa phòng có hết đêm nay. Anh đã bảo là anh không gay cho nên chừng thắc mắc có thể anh tay mày. Mà la vượt ơi mở ra để cho anh được thấy những điều mới lạ. Đã 18 muôn lúa trộn bốn trăm lần anh thấy được có tay đàn bà. Đã 18 mùa khoa sọc tiền trăm lần biết cảm giác được sờ mông con gái. Lần cuối cùng đi sờ mông người khác thật là đẹp vãi lờn, sao có vẻ nhầm mông thằng gái. Nói đùa vậy thôi chứ từ nãy đến giờ anh đang luyện tuyển vãi cả lồn. Có quay một tí để cho qua bài này chắc là sau anh sẽ là phải đợi đến chốt. Bên nhau là phải dùng dầu ăn, nhớ dùng nét tuyên tỷ lệ vàng. Chúng mình không còn khó khăn, luôn sạc đu và thật nhẹ nhàng. Các bạn nam cảm thấy an toàn và không còn cảm giác khô sát. Các bạn nữ cảm thấy nhịp nhàng và uyển chuyển hơn trong mỗi lần pha. Yêu nhau là phải dùng dầu ăn, nhớ dùng nét tuyên tỷ lệ vàng. Chúng mình không còn khó khăn, luôn sạc đu và thật nhẹ nhàng. Các bạn nam cảm thấy an toàn và không còn cảm giác khô sát. Các bạn nữ cảm thấy nhịp nhàng và uyển chuyển hơn trong mỗi lần pha. Khi vừa tim đã làm thì đảm bảo nhẹ nhàng. Tình cảm trên cảm tuyệt đối uy tín và đàng hoàng. Không gây thương tích đau xót uyển chuyển và lên dây con. Cha giàu các kiểu khởi động đủ thứ thân hình em sầu. Anh chắc mơ ảo le lói do ánh sáng thân hình em. Được cong hoàn hảo không chịu được anh bắt đầu buông rèm. Đêm nay em là của anh, thân hình này thật mỏng manh. Cảm nhận nhịp điệu có từng hơi thở dồn dập và không phai. Em có biết là khi ở bên em anh đã không còn là anh. Truyền thêm sức mạnh anh mới thành siêu nhân cầm chai dầu ăn. Nhún lên nhún xuống qua trái rồi qua phải. Kính được cao bồi sông phi cao xe các kiểu để sóng chín vai. Sinh lực anh dồi dào cũng đến lúc cao trào. Là phát của chốt hạ ta nằm thở phi vào. Quay ra thì thầm với em đã dặn em có điều ấp ủ. Anh ơi em là một đứa con gái có ủ. Yêu nhau là phải dùng dầu ăn, nhớ dùng nét tuyên tỷ lệ vàng. Chúng mình không còn khó khăn, luôn sạc đu và thật nhẹ nhàng. Các bạn nam cảm thấy an toàn và không còn cảm giác khô sát. Các bạn nữ cảm thấy nhịp nhàng và uyển chuyển hơn trong mỗi lần pha. Yêu nhau là phải dùng dầu ăn, nhớ dùng nét tuyên tỷ lệ vàng. Chúng mình không còn khó khăn, luôn sạc đu và thật nhẹ nhàng. Các bạn nam cảm thấy an toàn và không còn cảm giác khô sát. Các bạn nữ cảm thấy nhịp nhàng và uyển chuyển hơn trong mỗi lần pha. Eddie Lucky Style bữa tìm bơi rô đắc sần Doan á. Chỏ mèo phình phương thôi. Hết bài chưa? Hết rồi. Ôi thế là hết bài rồi. Ôi giời ơi.